Mình đang nghe qua con này nha anh em. Con này nó nhỏ nhưng mà nó chạy bằng bốn sò sét nhỏ xíu á nha anh em. Nó chơi với mấy cái lo toàn dáng kiểu vai này là hợp nha. Con này là nó cũng sản xuất tại Đức luôn nè. Con này là mình có bán qua rồi mình biết nha. Nó chạy sò nhỏ luôn, ở trong này mình nhìn vẫn thấy luôn này nha. Chơi được hai lo. Còn đây là Lewood Granada nha. Con này coi thử bao nhiêu watt đây. Con này 25W nha anh em, nhỏ xíu rồi. Con này chơi với mấy cái lo này là được rồi. Xếp cái đây vô. Để game mà dây vô lại này nha. Cái công tắc nguồn của nó, cái dây của nó bị đứt rồi nha. Thì rắc á. Này xài cái ly, dùng cái ly cũng dám game của này anh em ơi. Rắc đây nha. Tại vì cái này nó không có cái thùng á. Vô liêm hơi sọc rồi. Cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua, xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trăng tròn. Mình biết là nhiều lắm á nha anh em. Không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Nhưng lòng lặng luôn không? Rồi anh em nào chơi Zalo số này giùm nha, nó bị tối quá. Nghiêng cái Zalo qua một chút xíu là ok rồi anh em. Điều chỉnh. Rồi. Con này 40 nha, mini á. Cái radio này nè. Bác ở đây phải kiếm anten tên nữa. Nó cát là do cái đèn hình quang hay sao mà nha. Hôm nay bữa mình test rồi nó không bị cát như vậy đâu. Cái đây với lại phải có anten nữa này. Anten nha. Muốn dò cái ai em biết liền nè. Khuyết điểm. Theo ban thường vụ tỉnh đoàn Tây Ninh, đơn vị duy trì tuyên dương thanh niên tiên tiến. Ok nha. Định kỳ 2 năm một lần.